cái già của 81 đời 912. Đó. Nhìn đẹp tuyệt vời luôn. Khỏi suy nghĩ. Đó. Thấy chưa? Bên này đai còn nguyên. Hay lắm mới lựa được cái này còn nguyên chứ không cái nào cũng gãy hết. Vậy đây F20 vậy đây. Trong sạch sẽ. Hàng bao đẹp. Đây là già của 81 nha. Lưu ý cái già mình sẽ có hai loại là 81 là nó sơn, còn 86 là nó không sơn. 86 là cái nhựa này nè, nó đúc luôn. Đúc luôn bằng nhựa. Còn 81 là mình sơn được, còn 86 là không sơn được, nó đúc luôn. Thì đây là cái già của 81 đúc được. Đây là đời 92 nên còn khá là đẹp nha. Đó. Rồi hai cái. Còn một đống đây nữa nè. Xúc cái con tấm mút ring này ra coi. Đây. Đây có ba cái này nữa. Rồi các bạn coi clip tiếp theo để coi mình coi một cái này da trâu, cái 81 xám và cái 88 à.